mai, dâu tây không biết là bán đâu. Như ghẹ. Và hôm nay mình làm clip này chỉ mục đích đó là ăn mừng hơn 100.000 người, 100 người đăng ký đó. Đó 100 đó. 100 người đăng ký. Quá vui. Thôi mình sẽ thưởng thức món khoai tây đầu tiên nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ủa, khoai tây tiêm có mình có chấm cái món gì không? Chấm gì không hay là mình ăn không có đường. Cái này nó ngọt, chấm cho gà nó cũng ngọt quá trời luôn, cũng không mắc vị. Ok. Ăn thì giòn do mới chiên xong. Nó ngọt. Nói chung là ngon. Cái món này là cũng ngon á. Đây, mình chưa nói muốn tráng miệng rồi chứ. Đây. Đây là món gì? Dâu. Dâu Đà Lạt đúng không? Để mình cầm một quả lên chỗ này coi. Đó. Chấm với muối này nha các bạn. Cái muối này gọi là muối xíu muội. Muối xíu muội. Pha giữa muối với xíu muội. Giờ mình sẽ ăn được xúc xích nha. Ok. Xúc xích này lấy từ trong mì omachi. Ăn thử luôn. À cái loại xúc xích này là xúc xích khủng đúng không? Mì omachi. Mời các bạn ăn nha. Này nướng hả? Ừ. Làm nướng mình ăn nó ngọt nước. Ăn nha, có là nước nó chảy vô trong miệng vậy. Cái này ngon mà. Bởi vì mình nướng vì sao mình nướng là mình chia nó là nó sẽ dầu mỡ nhiều quá. Mà nếu ăn với phô tây là ngon nè. Ừ. Mùa dịch thì chúng ta cũng nên ở nhà ha. Để mình làm một miếng xúc xích này với một miếng khoai tây nữa. Để cảm giác mình như thế nào các bạn. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Rồi. Giờ là sẽ giới thiệu còn món tráng miệng. Món chính luôn nè. Món đặc sản của thành phố biển Quy Nhơn đúng không? Ừ, ngon lắm mẹ. Đây là món ghẹ. Có lẽ chắc cũng phải thưởng thức được một chút chứ hả? Giờ cái càng đó, à rồi đó, bóc ra luôn đi. Wow. Thịt rất chắc đúng không? Rồi giờ xem, đấy cận cảnh em, giữ em nha. Chấm muối xanh nè. Chấm muối xanh nè. Muối ớt xanh đâu? Hai đây. Rồi. Miếng rồi, để cho Milo thưởng thức thì miếng thấy xem như thế nào. Chấm đi ít không? Chấm đi muối xanh. Ghẹ rất là tươi. Giới thiệu qua về cái món ghẹ đây, ghẹ biển rất là tươi. Đặt mới nãy về nói chiều nay. Ăn ngon nha mấy bạn. Nó mặn. Nói chung là thịt nó dai. Dai. Rất là chắc đúng không? Dai. À bây giờ phân biệt được cũng được cái không? Được chứ. Được không? Dở lên. Mình ấy lên nè. Cầm hai tay. À đây là con cá nha các bạn. Vì sao? Thì nó cái yếm nó thì to. À, cái yếm nó hả? To hả? Rồi con tìm nữa. Để mình lột ra thử coi. Không cần thiết đâu. Ồ. Đúng cá rồi. Bây giờ làm có không được không hả? Có tìm được có con nào cũng được không? Con này cũng có con cái. Cái hả? Con này. Đó. Cũng được nè. À. Đó. Yếm nó chút xíu thôi. Để mình thử cày ra hả? À đó, xoay ra phía này cho xem này. À rồi. Cũng không có gì đặc biệt đâu các bạn ơi. Giờ mình sẽ ăn thử món tráng miệng là món cơm xương phô mai nha. Rồi trước đây của chị mình làm. Rồi mình sẽ ăn thử luôn. Rồi, giờ thì kêu cái món đông xương đi. Thì mấy hôm á mình quay video á là cũng khá là ngắn nha các bạn. Hôm nay chắc là mình sẽ tỏ tất cả cảm giác của mình. Đây, uống chút miếng coca đây. Đúng rồi, mình đi thưởng thức chứ uống đi chứ. Để giờ ăn không à? Mình sẽ thử một miếng khoai tây với một miếng coca. Nhưng mình hành đâu con thì nó dai dai. Mà thôi bây giờ chắc lẽ cũng kết thúc video tại đây chứ cameraman cũng đang đói lắm rồi. Không cần kết thúc, cameraman lại đây. Đâu, chào miếng ơi. Chào.
Đúng rồi, cho camera đen miếng miếng thôi. Đáng được, cái thuốc bia cũng được. Hay, cho camera men. Ok. Quá tuyệt vời. Camera men giấu mặt rồi nha các bạn. Camera men rất nguy hiểm. Camera men giấu mặt giết rồi. Ẩn hiện liên tục. À, ăn giữa không khí về diễn chơi nha. Rất là mát đó bây giờ. Các bạn thấy camera men rồi. Rồi sau mới có vẻ như là cái mắt luôn, có vẻ như cái đông xương này khá là trơn á bạn. Quá tuyệt vời không? Ra cắm là phải cắm sâu vào. Hương nó dài, ăn ngon béo béo, là có cái phô mai béo. À, có cái phô mai ở giữa cái. Nè, mũi mũi cá một chút. À, đây đây, quá tuyệt vời. Rồi có lẽ chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. À, không nhau nữa. Nãy giờ cái nói quá rồi. Rồi, review tí xíu món dâu nữa đi. Dâu Đà Lạt á, chấm muối xíu muội đúng không? Xíu muội. Xin lỗi các bạn nha. Ồn kiếp. Rồi. Cực kỳ ngon quá bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn á. Dâu chua. Nhưng mà chấm muối này nó dạp. Nó chua mà nó tăng nó không ngọt xíu. Nhưng mà dâu chua chua ngọt. Được ăn. Có lẽ không? Mà bây giờ cameraman thì thử một miếng xúc đó. Rồi, cameraman sẽ thưởng thức sau. Các bạn chào tạm biệt cả nhà đi. Dạ. Nhưng mà các bạn nhớ đặt một tí và lắc chua và nhấn tải xuống để cho mình nhận. Nhưng mà đăng ký nha. Các bạn nhớ ấn đăng ký lại. Tải xuống để mình có tiền mua mì gói ăn nha mọi người. Mình nghèo lắm. Nếu mà các bạn làm cho mình được 1.000 người đăng ký thì Hô Vũ Racing sẽ mua áo tặng các bạn. Yeah. Xin chào tạm biệt. Yeah, tạm biệt. Yeah.